cũng với ý niệm về tịnh độ hiện tiền, nhạc sĩ Trần Khánh Nam nhắc nhở chúng ta: xin đừng mơ đến thiên đường, xin hãy vui khi bên nhau cho tròn. Đừng ngại ngần khi muốn nói nên lời, dù thân tình nhưng vẫn cảm ơn nhau. Đó là những lời nhắn nhủ chân tình thấm thiết của tác giả Trần Khánh Nam gửi gắm qua nhạc phẩm Đừng Mơ Thiên Đường. Kính mời quý vị lắng nghe qua tiếng hát Nguyên Hương. Thank you.
trời.